Miss Ren uống éo, vỗ vòng ba, diện áo tắm như vũ nữ ba, Thiên Ân bất ngờ xuất hiện. Cuộc thi Miss Ren đang đạt đến đỉnh điểm của phản cảm khi phần thi trình diễn swimsuit được diễn ra theo cách không thể lố lăng hơn. Các thí sinh liên tục uống éo, vỗ vào vòng ba trên sân khấu khiến dân tình nhức mắt. Vừa qua, đêm trình diễn trang phục áo tắm Sped In Swimsuit thuộc khuôn khổ của cuộc thi Miss Ren Thái Lan 2023 đã thu hút hàng nhiều sự chú ý từ phía khán giả sắc đẹp toàn cầu. 77 thí sinh đến từ nhiều tỉnh khác nhau tại xứ Chùa Vàng đã có nhiều khoảnh khắc biểu diễn gây chú ý vì thực hiện nhiều động tác lố lăng, múa may quay cuồng để tạo ra tiếng vỗ tay từ phía khán giả. Các người đẹp lên sân khấu trình diễn áo tắm với cùng một động tác, đó là vỗ vào vòng ba của mình. Một thí sinh quyết định mở màn bằng cách cài một bông hoa màu hồng có sen lên tóc. Sau đó cô bắt đầu đánh tay sang hai bên và lắc vòng một. Những động tác gây nhức mắt này chắc hẳn chỉ có ở Miss Grand Thái Lan. Nhiều mỹ nhân khác lại vung tay tự tác vào vòng ba của mình ngay trước mặt khán giả. Hành động của các thí sinh thuộc một cuộc thi sắc đẹp nhưng được nhận xét trông không khác gì các vũ nữ trình diễn trong quán bar. Một vài thí sinh khác lại có phần trình diễn khiến người khác phải rùng mình vì quá nhiều động tác thừa, xoay người 2-3 lần, uốn éo, tay vuốt cơ thể, hất tóc. Nhìn độ cong lưng của người đẹp này, chắc hẳn nhiều khán giả phải đau hộ. Nhìn chung, những thí sinh Miss Grand Thái Lan 2023 sở hữu hình thể và nhan sắc không thể bàn cãi, nhưng còn về cách trình diễn lại kém sang và thiếu tiết chế trong nhiều động tác. Hầu hết 3/4 tổng thể người đẹp tham gia cuộc thi đều có cách trình diễn như trên, bởi lẽ phong cách này là thị hiếu chung của khán giả Thái Lan, nhưng sẽ khó chạm được đến sự yêu thích của người xem quốc tế vì quá ô dề. Một số bình luận của khán giả quốc tế chỉ trích cuộc thi, tạm dịch: "Ôi, những cô gái trong quán bar, đẳng cấp và sang trọng ở đâu? Không nên dung thứ cho những phong cách cuộc thi như vậy, nhìn thì rẻ tiền. Tầm nhìn của Nawaz là làm cho những cô gái này trở nên rẻ tiền trong mắt đàn ông. Cuộc thi hạng rất thấp, rất không chuyên nghiệp. Siết quốc tế." Cũng trong đêm trình diễn trang phục áo tắm Sped In Swimsuit thuộc khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand Thái Lan 2023 được diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan, còn có sự tham gia của ông Nawaz, Hoa hậu Alpha Waraha và dàn Á hậu đương nhiệm. Đáng chú ý, trong 77 thí sinh đến từ nhiều tỉnh khác nhau tại xứ Chùa Vàng, đã có một thí sinh đến từ tỉnh Pechambul, Warawalun Bunlak, 26 tuổi, bất ngờ có động tác hất tóc giống hệt Thiên Ân. Tuy nhiên, hành động của người đẹp lại không hiệu quả như mong đợi, khiến tóc bay che hết mặt. Kiểu cách quốc hất tóc đã từng được Hoa hậu Thiên Ân trình diễn trong vòng sơ khảo của Miss Grand Việt Nam 2022, khiến dàn ban giám khảo không khỏi trầm trồ. Chưa kể vào đêm bán kết Miss Grand International 2022, đại diện Việt Nam tiếp tục đem đến động tác này lên sân khấu Indonesia trong phần trình diễn trang phục thể thao, khiến nhiều người phải dành nhiều lời khen ngợi cho cô. Mỹ nhân tỉnh Pechambul đã thực hiện động tác này đến 2 lần, ở phần mở đầu lẫn kết thúc, nhưng lần nào cũng không đạt tiêu chuẩn. Có lẽ do luyện tập chưa kỹ và áp lực sân khấu, người đẹp này đã không thể hất tóc một cách trơn tru. Cô phải đưa tay để vuốt tóc về phía sau vì bị tóc phủ hết khuôn mặt khi trình diễn. Pha hất tóc của thí sinh Miss Grand Thái Lan 2023 thua xa bản gốc của Thiên Ân. Có thể thấy dù Thiên Ân không thể đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế, nhưng trong cách trình diễn đặc trưng của cô đã để lại ấn tượng đậm trong mắt của khán giả. Kể cả thí sinh Miss Grand Thái Lan cũng phải mượn ý tưởng cho phong cách này. Miss Grand của ông Nawaz có lẽ là cuộc thi gây nóng mắt nhất trong số những cuộc thi sắc đẹp toàn cầu. Các người đẹp xuất hiện trên sân khấu cuộc thi này liên tục diện những trang phục khiến người xem nhiều lần phải đỏ mặt. Thời trang của những người đẹp Miss Grand hiện nay ngày càng gây khó chịu trong mắt khán giả. Trong đó, Á hậu Alpha lần nào xuất hiện là lại gây sốc lần đó. Có những bộ cánh gà cưng ông Nawaz khiến người xem nóng mặt, khi mặc như không mặc. Á hậu 1 Miss Grand 2022 thường xuyên lựa chọn những bộ cánh cắt xẻ sâu, ôm sát khoe trọn đường cong cơ thể và không ít lần dính phải khoảnh khắc ngượng chín mặt.